Lộc Bất Động Sản xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay trong một cái hoàn cảnh khá là khắc nghiệt anh chị, Lộc vẫn là muốn quay video để gửi đến là cô chú anh chị, bởi vì là hôm nay thì Lộc có một cái sản phẩm mà rất là đẹp anh chị. Anh chị có thể là hái ra một cái dòng tiền cũng như là để mà đầu tư bất động sản ở rất là tuyệt vời tại vị trí này anh chị ha. Đó. Đường xá rộng rãi, buôn bán kinh doanh đầy đủ các mặt hàng luôn. Tiện ích rất là xung quanh, rất là nhiều anh chị. Đó. Và vị trí Lộc đang đứng là một cái ngã ba ha. Đấy. Một ngã ba. À, đây là một đường nè. Đấy. Và đây là một đường nè. Thì hôm nay Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị là hai căn nhà và một mặt bằng, một mặt bằng kinh doanh ha. Nằm mặt tiền là đường này và đường này ha. Thì con đường này nó có tên gọi là đường khu nghiệp Giang Điền anh chị, một cái đường nhựa khu nghiệp Giang Điền rất là rộng rãi ha. Thì đâu đó là tầm khoảng 15 mét anh chị, tầm khoảng 15 mét ha. Đó. Và đặc biệt luôn thì vị trí này là Lộc đang đứng giữa một cái là khu đô thị thông minh và một trung tâm hành chánh và đặc biệt là một khu du lịch Giang Điền luôn anh chị ha. Vị trí là mình nằm ngay giữa luôn. Đó, ví dụ như hướng này nè, anh chị ra khoảng chừng 300 mét ha, tới ngay cái cua trước á, thì nó là trung tâm hành chánh của là xã Giang Điền ha. Nó có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, rồi trung tâm hành chánh xã, ủy ban nhân dân xã nè, ngay vị trí đó luôn anh chị ha, cách đây là 200 mét, 300 mét thôi. Đó, và ngược lại ha, ngược lại là một cái khu đô thị, một cái khu đô thị thông minh bậc nhất tại Việt Nam, bậc nhất tại Việt Nam ha, cách đây là 200 mét, cũng như là khu du lịch Giang Điền cách đây là 200 mét luôn anh chị. Đó, một vị trí rất là đắc địa luôn, mình nằm giữa một cái tiện ích lớn, một cái khu đô thị lớn anh chị. Đó. Rồi, và bây giờ Lộc vào chi tiết luôn anh chị ha. Đó. Một cái mặt bằng và hai ngôi nhà nằm tại vị trí là hai mặt tiền, một mặt tiền là đường là khu nghiệp Giang Điền và một được mặt tiền là đường nhánh ha. Hai mặt tiền đều là đường nhựa. Đó, đường nhựa này thì rộng tầm khoảng là 6 đến 7 mét ha. Và đường nhựa này có lộ giới là 15 mét anh chị. Đó. Và em sẽ xin báo giá luôn là sản phẩm hôm nay là hiện tại là có giá là 10 tỷ anh chị ha. Và có bán lẻ anh chị. Mặt bằng nếu mà bán lẻ thì có giá là 4 tỷ. Và hai ngôi nhà bán lẻ là có giá là 6 tỷ ha. Đó, nói chung là có bán lẻ. Nếu mà anh chị nào mà thích sản phẩm này nhưng mà không đủ điều kiện để mà mua hết thì anh chị có thể là mua lẻ từng cái ha. Đó, thì mặt bằng mình sẽ nằm trên cái đoạn đường này anh chị ha, và hai căn nhà sẽ nằm ở trục đường này và hai thửa đất nó sẽ là giáp liền với lại nhau luôn anh chị. Đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị trước về cái mặt bằng ha. Đó, đường xá rộng rãi ha, tạp hóa, cà phê, tiện ích xung quanh đầy đủ luôn, rất là thoải mái ha. Cầm đồ, visa đầy đủ hết. Rồi thì ở đây anh chị lại khoảng chừng 200 mét ha, là nó là một cái khu khu đô thị thông minh có tên là gì ta, một cái khu đô thị thông minh bậc nhất ở Việt Nam có tên là Viva Bắc anh chị ha, cách đây 200 mét thôi. Cũng như là vị trí đó là khu công nghiệp Giang Điền và khu du lịch sinh thái Giang Điền anh chị ha. Đó, rồi thì bây giờ Lộc sẽ quay trước cái mặt bằng cho cô chú anh chị luôn. Đó, thì cái mặt bằng đây hiện tại là đã là trả mặt bằng rồi anh chị ha, chủ đã lấy lại mặt bằng để mà bán đất anh chị. Đó. Thì trước đây là người thuê đang kinh doanh là quán lẩu bò anh chị, lẩu bò nướng ha. Đó, vị trí mặt bằng ngang tận 12 mét luôn, vị trí rất là thuận lợi và đủ để rộng để cho anh chị là buôn bán kinh doanh rất là tốt anh chị ha. Ngang 12 mét, dài là 23 mét ha. Này nó là một cái sổ riêng và cái phần diện tích của hai ngôi nhà kia nó cũng sẽ là một cái sổ riêng anh chị. Và ranh của mình ha thì nó sẽ là từ cây trụ này đổ sang là đến giáp giáp cái phun sâm điêu khắc trang điểm thư linh anh chị ha. Đó, ngay đó đánh giáp đó là ngang qua là 12,2 mét đó. Và chiều dài thì nó là 23 mét ha. Ở đây mình đã có là
cái quầy để mà chế biến thức ăn nè, rồi chế biến thực phẩm cũng như là bếp, rồi quầy tiếp tân, nó lễ tân ha, đầy đủ hết rồi, thì mình có thể là tận dụng để mà mình sửa sang nhẹ lại để mình phát triển cái mô hình kinh doanh của cô chú quý chị luôn, rất là tuyệt vời anh chị ha. Nói chung mình chỉ cần sửa nhẹ là thôi, còn như là về hạ tầng xây dựng thì nó rất ok rồi, nó cũng rất là đầy đủ rồi anh chị. Đó, khuôn viên ha, đó, đây là khuôn viên, đây là khuôn viên bếp nè, quầy tiếp tân lễ tân rồi ha, đó, nằm trong khuôn viên này. Xây dựng thì cũng kiên cố anh chị, đó, tường 20 ha, đó, xây dựng tường kiên cố 20 nè. Đó, ở bên trong là phòng ngủ anh chị ha, ở phía này là cái không gian trống, không gian trống để mà để bàn ăn ăn uống ở đây. Ở đây là mình có thể là làm phòng lạnh ha, còn phía ngoài đây là phòng ngoài trời đó, khu là ăn uống ngoài trời ha, đó, rất là tuyệt vời. Rồi thì đây là không gian trước nè, đó, chỗ này là để chế biến anh chị ha, đó, chế biến thực phẩm, đó, bếp núc ở vị trí này ha, đó, chế biến, nói chung là đã đầy đủ rồi, anh chị về sửa nhẹ thôi. Đó. Và cũng như cái quầy này á, thì nó sẽ là mình làm một cái quầy là phòng tiếp tân anh chị ha. Đó. Rồi thì Lộc sẽ ra phía sau để mà quay được chi tiết hết cái phần của thửa đất là mặt bằng này anh chị. Mặt bằng này thì nó có chiều dài là 23m, thì nó sẽ từ đường cho đến là cái bậc tam cấp này anh chị ha. Đó, đến bậc tam cấp này nó sẽ là đổ thẳng qua bên kia, nó là sẽ một sổ ha. Đó, một sổ. Đó, thì từ đây ra đường, đó, đổ qua 12m, dài xuống 23m, cắt ngang qua đây là 9m ha. À, cái sổ đầu thì nó tấp hậu, cái sổ mặt bằng này thì nó hơi tấp hậu anh chị ha. Nhưng mà từ cái sổ này đổ về kia thì nó sẽ là liền với mình luôn. Thì mình nói tấp hậu thì nó cũng không có đúng lắm, nhưng mà nếu mà mình mua riêng á, thì nó là tấp hậu ha. Còn mua chung á, thì nó sẽ là chữ L anh chị, mua chung là chữ L ha. Phía sau là còn khuôn viên là trống lắm, có nhà vệ sinh đầy đủ, toilet đầy đủ luôn. Tường 20, ở đây là phòng ngủ nè, hồi nãy Lộc có giới thiệu ha. Phía đây là phòng ngủ, nó có vách ngăn này nè. Xây nói chung là cũng kiên cố anh chị. Đó, ở đây là có phòng tắm nè, phòng vệ sinh nè, nó rất đầy đủ ha. Còn không gian này là không gian trống anh chị, đó, không gian trống ha. Thì mình có thể là tận dụng để mà mình mở rộng thêm cái mô hình kinh doanh của mình ở khu vực này luôn, rất là tuyệt ha. Ở đây thì nó cũng là một cái khuôn viên nằm trong vị đất, vị trí đất anh chị ha. Đó. Sẽ là đổ từ cái hàng rào bên kia, đổ qua tới bên đây luôn. Cái sổ mặt bằng của mình thì nó sẽ bị cắt ngang cái phòng này anh chị, cắt ngang phòng này ha. Thì anh chị nào nếu mà mua hai cái thì anh chị không phải là phá ra, anh chị để mà sử dụng luôn. Còn nếu mà mua một cái thì bắt buộc là mình phải là cắt ngang cái phòng này, cắt ngang phòng này ha. Thì nói chung là mình chỉ làm một cái vách tường thẳng qua thôi, ranh giới rõ ràng thôi là ok thôi. Đó. Thì khuôn viên bên kia là cũng còn trống, đó. Nhưng mà hiện tại là tách biệt ra hai phần, bởi vì là ở bên kia là cháu của chủ đang ở ha, rồi bên đây là mình để cho thuê, đó. Nên là tách biệt ra một cái không gian sống của riêng mình riêng tư. Đó. Còn nhà này là nhà chủ đang ở nè anh chị. Nhà này chủ đang ở ha. Bên kia là cháu của chủ đang ở. Thì nói chung Lộc sẽ quay sơ bộ thôi. Đó, quay sơ bộ thôi anh chị ha. Rồi thì ở nhà này là chủ đang ở anh chị. Đây là không gian bếp ha. Rất là rộng rãi nè. Nhà vệ sinh nè. Đó, cửa sau ha. Labo rửa mặt vị trí này ha. Đó, thì không gian rất là rộng rãi luôn. Ở dưới thì là lót sàn gỗ anh chị ha. Ngày trước ở đây nó là một cái phòng ngủ anh chị. Đó, nhưng mà bây giờ là chủ phá ra để làm một cái phòng ăn, phòng bếp rộng rãi. Đó. Ở đây là phòng ngủ ha. Hiện tại thì mình chỉ còn một phòng ngủ và một phòng khách anh chị. Đó. Đây là khuôn viên phòng ngủ nè. Đó, rất rộng rãi. Đó. Rất rộng rãi luôn ha. Rồi, và đây là cái phòng khách anh chị. Đó, phòng khách.
cơ bản phòng khách mình cũng không còn gì hết. Nói chung là ở đây là chủ mới lấy lại thôi, lúc trước là cho thuê nên là cũng chưa có đồ đạc gì hết á, người ta trả mặt bằng là cũng chưa đồ đạc, cũng chưa có dọn về về ở luôn. Đây ha, đây là khuôn viên của ngôi nhà. Diện tích của hai ngôi nhà này là riêng anh chị ha, nó có tổng cộng diện tích là 628 m², ngang là 13 m, dài là 49 m anh chị. Ngang là 13 ha, thì nó sẽ là từ cái điểm này nè, vị trí này nè, sẽ đổ sang hết vách tường bên kia lần đó ha, là 13 m chiều dài. Chiều dài đến cái mức mà ton hồi nãy á, đúng, đến cái khuôn viên trống phía sau á, là 49 m anh chị đó. Thì ở đây nó là một cái mặt tiền đường nhựa và đường là đường nhánh anh chị. Còn mặt bằng mình là mặt tiền đường nhựa là đường chính anh chị ha, đường chính của là đường khu nghiệp Văn Điền đó. Đây là căn nhà của cháu chủ ha. Đó, nói chung là con cái đồ cũng đang ngủ trong nhà thì Lộc cũng không có tiện vào quay. Ở bên đây thì cũng mới xây thôi, có hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà ăn đồ đầy đủ anh chị, mới xây thôi ha. Đó. Ở đây thì mình sẽ ra trục đường chính nè, đường chính hồi nãy lúc mà là đầu video Lộc đang đứng ở đó giới thiệu anh chị ha. Đó. Rồi thì tổng quan của là hai ngôi nhà này và một cái kiosk kia Lộc đã giới thiệu là tổng quan rồi. Và bây giờ Lộc sẽ cho cô chú anh chị là xem trên cái bản đồ quy hoạch nè, cũng như là sổ nè, cũng như là vị trí của Google Map nè, và đặc biệt là sẽ giới thiệu cho anh chị về cái hạ tầng giao thông ở đây, xem có phù hợp với lại nhu cầu của cô chú anh chị là không anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị về cái hạ tầng đường xá giao thông cũng như là các tiện ích xung quanh, và đặc biệt luôn để cho cô chú anh chị là đánh giá được cái tổng quan, xem nó có phù hợp với lại nhu cầu của chú anh chị hay không anh chị ha. Thì mặt bằng mình thì hiện tại là đang nằm ở vị trí này, và nó là một cái con đường là đường khu nghiệp Văn Điền anh chị ha. Đường khu nghiệp Văn Điền. Rồi thì cái hướng này nè là nó đi tầm khoảng là 150 m thì nó sẽ đụng ngay vị trí là khu đô thị Viva Bắc anh chị ha, cũng như là giáp với lại khu du lịch sinh thái Văn Điền luôn đó. Và anh chị đi thêm khoảng là 1 km thì sẽ đụng là ngay khu công nghiệp Văn Điền, một cái khu nghiệp rất là lớn anh chị, một khu nghiệp rất là lớn ha. Và anh chị sẽ đi tiếp thêm khoảng là 6 km thì sẽ đụng ngay chỗ là điểm giao nhau giữa là đường khu nghiệp Văn Điền nè và con đường là của là An Viễn Trảng Bơm ha, tên hay gọi là đường Phùng Hưng anh chị ha. Thì cách đây là 7 km là sẽ đụng là con đường Phùng Hưng, và anh chị rẽ phải thì sẽ về ra là quốc lộ 51, là ngay vị trí giao nhau giữa là quốc lộ 51 và khu nghiệp con đường là Phùng Hưng anh chị ha. Vị trí đó có tên gọi là ngã ba Thái Lan anh chị, ngã ba Thái Lan ha. Và anh chị rẽ phải, rẽ phải theo cái đường quốc lộ 51 thì sẽ về là cầu Đồng Nai, cầu Sài Gòn. Thì mình sẽ về là ngay chỗ là khu Thảo Điền ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, là nó sẽ rơi vào là 36 km anh chị. 36 km là mình về được là quận 2, thuộc ngay chỗ là khu Thảo Điền thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đó, vị trí rất thuận lợi. Còn ví dụ anh chị ai chỗ vị trí là ngã ba Thái Lan, anh chị rẽ trái thì sẽ về là ngay chỗ là sân bay Long Thành, thì cách đây là khoảng là 50 km anh chị. 50 km ha, đi thêm 50 km nữa là về tới là trung tâm thành phố Vũng Tàu, là ngay bãi biển của anh chị ha. Đó, vị trí này, đường này. Rồi, và con đường ngược lại anh chị ha, đường ngược lại nó là một cái trong nội khu của khu dân cư và khu trung tâm hành chánh anh chị. Đó, anh chị có thể nhìn thấy nè, các tiện ích nè, quán xá, quán ăn rất là nhiều đó. Và anh chị đi khoảng chừng 200 m thôi là nó sẽ có một cái cua ha. Đó, một cái cua, vị trí ngay cái cua đó là một cái trường, trường tiểu học, trường trung học, trường trung học phổ thông ha, là ngay vị trí cách đây là khoảng 200 m đó. Và cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Văn Điền là nằm kế bên luôn đó, kế bên luôn, là cách đây là tầm khoảng 200 đến 300 m anh chị. Đó, một cái cung đường rất là nhiều tiện ích ha. Và chợ thì cũng nằm ngay đó luôn anh chị ha, một cái vị trí đáp ứng đầy đủ nhu cầu đời sống hàng ngày của cô chú anh chị rất là tốt tại vị trí này. Và đặc biệt là anh chị có thể là kinh doanh ở nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn ở vị trí này thì rất là tuyệt vời. Và nếu mà anh chị chưa có nhu cầu kinh doanh thì anh chị có thể là cho thuê, với lại một cái dòng tiền thì em nghĩ cũng kha khá, không phải nhỏ anh chị ha.
đó, một cái vị trí tiềm năng rất là tuyệt vời luôn. Đầu bên kia là khu nghiệp, đầu bên đây là khu hành chánh, khu dân cư. Mình nằm ở ngay vị trí đoạn giữa luôn, rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt luôn, cái khu đô thị thông minh Viva Bắc này á, thì nếu mà nó phát triển xong xuôi á, thì anh chị đã biết rồi, nó cực kỳ là lớn, cũng như là nó gọi là khu đô thị thông minh bậc nhất à. Đó, thì mình sẽ được hưởng ké theo một cái là một cái sinh thái, một cái tiện ích lớn ở vị trí này, cách đây là chỉ là 150m thôi anh chị. Rất là tuyệt vời ha. Rồi thì hướng này sau khi anh chị đến ngay chỗ trung tâm hành chánh của xã Văn Điền á, anh chị đi tiếp theo con đường này nè, con đường là khu nghiệp Văn Điền khoảng là 4 km là anh chị sẽ ra ngay chỗ vị trí là đường quốc lộ 1A đó, là vị trí đó là nó một cái ngã ba đó, tên hay gọi là ngã ba Trà Cổ anh chị ha, ngã ba Trà Cổ. Thì anh chị rẽ phải 3 km thì sẽ về là trung tâm hành chánh của huyện Trảng Bom đó, thuộc tỉnh Đồng Nai ha. Còn quẹo phải thì là nó sẽ đụng là con đường là Võ Nguyên Giáp, cách đó là chừng 200m thôi là có một cái con đường Võ Nguyên Giáp anh chị ha, là đâm thẳng ra quốc lộ 51 luôn, là ngay vị trí đấy, ngã ba giáp với lại quốc lộ 51. Còn ngay vô quốc lộ 51 á, anh chị rẽ trái á, thì nó sẽ về là thành phố Biên Hòa. Thì từ ngay vị trí đó anh chị về Biên Hòa thì tầm là 10km thôi, và từ đây ra vị trí đó là 4km thì tương đương là anh chị về thành phố Biên Hòa là 15km anh chị ha. Và anh chị có thể là xài về thành phố Hồ Chí Minh là thêm khoảng là 35km nữa, thì đâu đó là khoảng là 40-50km anh chị đó ha. Rồi rất là tuyệt vời, một cái vị trí tiềm năng không thể nào bỏ qua nếu mà anh chị đang có cái nhu cầu để mà mua kinh doanh, hoặc là mua để cho thuê, hoặc là mua để đầu tư bất động sản, thì đây nó là một cái sản phẩm tuyệt vời luôn. Ở này là cái sổ của cái lô nằm ở mặt tiền đường là khu nghiệp ở Văn Điền. Ở đây là sử dụng riêng nè, đất ở nông thôn 149m nè ha, còn lại là đất trồng cây lâu năm đấy. Thì đất mình là có 78m là nằm trong quy hoạch đất giao thông anh chị ha. Và đây là quyển sổ thứ hai anh chị ha, có diện tích là 628,1m2. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng nè, mục đích là đất ở nông thôn là 100m2 ha, còn lại là 528m là đất ở đất cây lâu năm. Ở đây thì mình quy hoạch đất ở toàn bộ 100% anh chị ha. Đó. Và cái thửa đất mình á cũng rất là vuông anh chị. Đấy, cũng rất là vuông ha. Đó, đây là cái hình thể của đất mình nè. Đó, rất là vuông luôn. Rồi, thì bây giờ Lộc sẽ cho cô chú anh chị là xem quy hoạch tổng thể của hai thửa đất này anh chị ha. Thì tổng diện tích là nó là 855m2. Nó có là hai thửa anh chị. Một thửa là mặt tiền đường là khu nghiệp Văn Điền, một đường là đường nhựa, đường nhánh anh chị ha. Thì kế bên của mình nè, thì nó là một cái khu du lịch sinh thái Văn Điền anh chị. Đấy, một cái khu du lịch sinh thái rất là lớn anh chị ha, rất là lớn luôn. Và cũng như là ở bên phía bên đây thì nó là một cái khu dân cư, khu dân cư thông minh có tên gọi là Viva Bắc anh chị ha. Đó, một cái khu dân cư rất là sầm uất, rất là lớn luôn anh chị. Và phía sau của mình nè, đó là một cái cụm nguyên cụm khu nghiệp rất là lớn anh chị ha. Đấy, nguyên một cái cụm khu nghiệp rất là lớn luôn. Đó, và đằng đây nữa nè, đấy, một cái khu nghiệp nè. Đây là con đường mình sẽ chạy vào nè, đó, đường chính vào khu nghiệp luôn anh chị ha. Đó, rất là cực kỳ là sầm uất anh chị ha. Thì phía ngược lại á, thì nó sẽ gần các tiện ích như là trường học, ủy ban nhân dân xã là Văn Điền anh chị. Đấy, là ngay vị trí này anh chị ha. Đó, tập trung ở vị trí này. Nói chung vị trí mình là nằm giữa một cái tâm điểm của là khu dân cư, khu hành chánh và khu du lịch cũng như là khu nghiệp ha. Nó đáp ứng rất là nhiều cái yếu tố để mà phát triển được cái khu đất của mình anh chị. Đấy. Và cái lô đất mặt tiền đường khu nghiệp Văn Điền á, thì nó có diện tích là 227m2 anh chị ha. Đó, ngang là 12,2m, dài là 23m. Đó, nó có là 149m2 là đất khu cư anh chị. Đó. Và còn cái thửa thứ hai
Thửa thứ hai chính là cái thửa mà nó giáp bên mặt tiền đường nhựa là đường nhánh anh chị ha. Nó có diện tích là 628 mét vuông nè, toàn bộ quy hoạch đất ở nè, thì nó không có bị dính quy hoạch về đường giao thông anh chị ha. Nó có chiều ngang là 13,2 mét và chiều dài là 49 mét. Phía sau mình nở hậu là 13,3 mét anh chị ha, nở hậu được 10 phân anh chị ha. Đó, nói chung là đất mình thì rất là vuông vắn, rất là đẹp luôn. Có cái lô mặt tiền đường khu nghiệp Văn Điền thì nó hơi tấp hậu anh chị. Thì hai thửa này là tổng của nó là diện tích 855 mét vuông và tổng cái thổ cư là mình sẽ được là 249 mét vuông. Bây giờ Lộc sẽ dẫn cho cô chú anh chị là tham quan khu vực này ha anh chị ha. Đó, đây là mặt bằng của mình nè. Đó, và đây là con đường khu nghiệp Văn Điền anh chị ha. Đường rất là rộng rãi, kinh doanh hàng quán đều cũng đầy đủ anh chị ha, rất là nhiều luôn. Đó, có hotel cao tầng là đường xá rất là rộng luôn. Đó, ở đây là đường thông thương rất là nhiều hướng anh chị. Đó, ngay vị trí cái cua này nãy Lộc có chia sẻ với cô chú anh chị ha, thì nó là ngay trung tâm của là hành chánh xã Văn Điền luôn, bao gồm là trường học nè, ủy ban là nằm tại vị trí này anh chị. Kinh doanh đó, đây là khu trường học, nhà văn hóa liên ấp. Đây là trường cấp 1 ha, cấp 2 xã Văn Điền anh chị ha, trường Trần Quốc Tuấn anh chị. Rồi đó, vị trí rất là tuyệt vời. Vị trí này thì anh chị cô chú nào có tiền mua thì không phải phí đâu anh chị. Rồi, quá ngon luôn. Bưu điện nè, chợ Văn Điền nè, đó đầy đủ anh chị ha. Và ủy ban thì đằng trước mặt anh chị là ủy ban anh chị ha, ủy ban xã Văn Điền. Chính xác không? Trường mầm non nè. Trường mầm non. Nói chung là tiện ích rất là đầy đủ anh chị. Đó. Đó, trạm y tế nè, anh chị thấy không? Đó, trạm y tế ha. Đường xá rộng rãi, kinh doanh tấp nập. Đó, đây là ủy ban nhân dân xã Văn Điền nè anh chị. Đó, ủy ban nè. Đây. Dướng cầm bô xe rồi. Dướng cầm bô xe. Rồi thì Lộc quay nãy giờ là trong phạm vi là khoảng 300 đến 400 mét anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy nó phù hợp với lại nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc để Lộc hỗ trợ cho anh chị về việc là giá cả pháp lý cũng như là giao dịch nó được tốt nhất anh chị.